Mình là với lại anh Trọng, anh Kiệt và Chuột xin chào cả nhà. Hôm nay mấy anh em đi kéo lưới sẵn qua thăm mấy cái lờ mà mình đặt cá sặc á, thì đi kéo lưới luôn để kiếm cá. Chú Mười mới kéo một mẻ lưới trong kia, lát mình vô mình quay cho cả nhà xem. Giờ mình ra mình kéo mẻ nữa, cá nhiều quá rồi. Chú Mười kêu kéo phụ chú Mười cho nó bớt cá. Chuột đi hết một chầu các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ thu lưới lên. Cái này là các bạn coi lát các bạn có thể là giật mình luôn kìa. Ở bên phía bên kia mới đang thả cái con rìu, con diều kiểu sáo á, kiều hú á. Sao nó quấn này người ta chọc thôi. Đúng rồi đó. Rồi thu đi, em thu đi. Rút một mắt đó không sao đâu, bỏ mắt đó được. Rồi thu mắt tiếp ở thấp xuống. Em đứng xích qua bên đây là chuột, em đứng xích bên đây nè. Cá nhảy bên kia kìa. Ngon. Kết. Hay là ăn tí đi. Gì á? Đá nó đó. Đá. Có cái cây. Cá nhảy bên kia đã chưa? Cái tay thấp xuống chuột, đẩy đuôi dưới mặt nước luôn. Nhìn kìa. Anh cho. Cá đó cá lớn đó. Gà nước đâu kia bên kia chuột ơi. Anh kẹt đạp lưới con tay. Đạp đâu ra. Xình một đống. Chưa gì anh cá lớn. Đây có ba con vịt của chú Mười nuôi nữa bà, cho ăn lúa. Hồi trước có đám vịt mà đám vịt kia thì bán rồi. Đây là cái trứng cá ngon lắm, ăn trong ngọt lắm. Ở bên nước ngoài cái trứng cá này nó là người ta mua, người ta thấy nó bán ăn có thuốc á. Có thuốc à? Em ăn hàng ngày, hàng chi không khỏe dữ không? Đồ con anh thấy đồ không nè? Nãy giờ anh mấy anh em kéo mẹ lưới lên thì gỡ được như đây các bạn. Đây. Cá lóc. Mới được có một khúc thôi ạ. Cua cũng dính luôn nha các bạn. Còn đây nè. Cua hoàng đế nằm. Nè, cá chê vàng các bạn. Đã không? Đó, cá chê vàng nè. Nó đi đi, cái gì tái à? Là đồng rồng. Nè, cá sặc rồi, cá rô đồng rồi, tự lơ hết á. Đã. Chưa biết làm gì mấy món này nữa ha. Mấy con cá này anh chọc. Comment đi chỉ. Trời ơi, cái này giận tối quá các bạn ơi. Ủa, con rô mè đã không? Bẻ rô đã lắm, bẻ nhạt rồi. Rô đã đẻ không ha? Con này trứng không nè. Ngon không? À da, à da. Đó, cá sặc rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình phụ mấy anh em chuột thì đi tắm rồi. Phụ mấy anh em gỡ lưới. Rồi bây giờ mình với lại chuột đi thăm mấy cái lờ cá sặc rồi. Thôi ba co cá sặc. Ô, có được con sặc lò tho đó. Thôi sao tiện sặc lò tho chui đến này ta. Thôi chắc nãy mình kéo lưới động nó chui vô hả. Rồi cho vô trong chuồng. Anh em kéo một mẻ lưới rất là nhiều rồi, nhưng mà mình sẵn mình đặt, có lẽ là mình tính là đặt mấy cái lợp này để sáng mình gỡ mình đi để làm món gì đó, anh em làm gì kỳ ăn, ví dụ nấu canh chua hay gì đó. Mà sáng nay mà bận việc quá không có đi thăm được, chiều đi sẵn đi kéo lưới luôn. Mà bây giờ mình đi thăm luôn.
cứ đặt vậy thôi, mình khỏi cần mồi các bạn. Thì bình thường thì mình khỏi cần đi kéo thì cũng có đủ cá để mà mình nấu đồ ăn, mình ăn cơm. Sặc lò tho, anh hay đọc là sặc lò xo chua. Lại nhảy ghê quá mà. Đúng vậy, phải sặc là sặc lò xo quá không? Cái con diều nó nghe đã quá chuột ha. Bốn con nữa các bạn. Bốn em. Các bạn thấy không? Mình chịu khó chút xíu cái là có cá liền. Mà hôm nay thì khá là dư dả luôn. Tại chú Mười kêu qua kéo lưới dùng chú Mười. Cá nhiều quá. Đặt cái xuống luôn. Sao mình không để một con vô chuột ha? Để một con lại đi. Để làm mồi đi cho nó thấy vui vui nó vô cho nhiều. Sắc đẹp kìa. Ừ. Nguyên rủ mấy con khác. Người ta gọi là bản lĩnh đàn ông phải không? Có anh thương binh được các bạn ơi. Giao không? Trượt bèo. Mới đi còn nhắc thôi chưa què. Cái đầu cái gót của mình đó mà nó vô cục đá mà nhọn nhọn rồi nó thối dữ lắm. À được rồi, đây để kéo đi chứ. Kéo thôi đừng đẩy nghe anh mình. Có con rồi. Con thôi đặt lại luôn đi làm cái sạc mồi luôn đi. Thiệt mà có mồi nó hay hơn á. Anh thấy là để ý là có mồi hay hơn á. Thôi kéo em thôi đừng đẩy nha. Đẩy dễ ra mới tắm rồi. Rồi. Đi vô. Đây lên anh cổng. Lên không? Đã không? Gỡ xong hết rồi các bạn, được bao nhiêu đây nè. Đây là cá chê vàng nữa nè, các bạn thấy đã không? Đây. Ồ. Cua cá chê vàng nữa các bạn. Nè, có chấm nữa nè. Mấy cá lóc á các bạn. Lóc. Đâu. Cái vàng nãy mà con hàng khác nè. Đâu con này. Con này nhỏ hơn con kia nãy vậy. Con này nhỏ hơn. Có hai con cá chê vàng rồi. Ba. Một con. Ba con rồi. Đâu cái chê vàng đâu. Đây nè. Cái chê vàng nè. Đá không? Thả đầm. Nhưng mà ở đây nó không có vàng được như vàng nhiều. Cái con này vàng. Nhưng mà nó cũng vàng chấm nó luôn rồi. Nói chung mình có cái đầu hết đó. Có cái đầu nó tròn tròn á. Đây nè, nếu mình cho các bạn phân biệt thì có con cá chê vàng á thì nó khác con cá chê phi nè, cái đầu nè. Cái đầu rất là ngắn nè. Còn con cá chê phi á đầu nó dài hơn mà cái mình nó dài hơn. Chứ con cá chê vàng của mình á thì nó lại ngắn đòn hơn. Cái đầu nó ngắn hơn. Đó, còn cá chê phi nó dài lắm. Đó, hai cá chê vàng này nó con nó bự vậy là nó lâu năm lắm rồi nha các bạn. Ba con. Được lưới được 3, 1, 2. Ba con cá chê vàng. Cái là một con cá lóc đen thui rồi. Đã không? Cá sặc dằn ở đây thì các bạn khỏi cần phải nói luôn rồi. Con vừa bự luôn nè. Đó. Bây giờ mình về mang về mình làm món ăn. Đã các bạn. Mệt quá rồi các bạn ơi. Ủa cái con này cái miệng nó hay chưa là anh Kiệt ơi. Có con 8 càng nữa nè các bạn. Cái miệng con này giống như kiểu cá rô á. Các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mang nó về. Mang dính lưới luôn các bạn. Mang về thôi các bạn. Mang về mình mừng làm món ăn. Đổ luôn rồi. Đổ luôn hả cháu? Kìa con cống dung bữa kìa anh Kiệt. Bữa giờ mình chưa có đi bảy cống dung ha anh Kiệt ha. Bữa nào đi bảy cống dung đi. À, đó anh chế. Rồi anh đổ đi. Nó mới chạy khỏi anh đâu. Yên tâm đi. Kệ nó chứ, kệ đi. Rồi. Ai, thành quả đây. Dây rất là đẹp đó các bạn. Đó, kéo lưới 15 phút được nhiêu đây cá các bạn. Đã không? Kéo 15 phút mình gửi tiếng gửi các bạn. Gửi đầu tiếng gửi. 10 phút rồi.
Mãi. Cái lóc cá chê đã. Rồi. Bây giờ mình mang về. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cá ra các bạn ơi. Xem là con nào mà sống á. Để hành trọng cái con nào sống thì mình cứ thả xuống đầm. Thả xuống đầm để đặng mai mốt các bạn về chơi á là câu cá là nhiều lắm, giờ dưới đầm là nhiều cá lắm rồi. Còn con nào mà chết rồi thì mình mừng, còn con nào sống thì thả đi. Hai chuột ha. Dạ. Yeah. Đó, con nào sống thì mình thả. Lấy thêm một cái rổ nữa chuột ơi. Ê, ô mà như mấy con cá rô nè, nó xuống là nó đẻ dữ lắm. Mấy cái này là có trứng hết rồi nè. Rô đồng này là có trứng hết rồi các bạn. Đó. Để cá lóc lại cho anh nha. Hả? Cá lóc với anh hả? Dạ. Ờ, con nào sống để đây nè. Giờ lựa con chết, bây giờ dễ. Hả? Lựa con chết ra đi cho nó dễ. Con chết ra cho dễ hả? Rồi, ok. Chết chưa? Mấy sặc lá chết hết rồi. À, con tám chân nó chui ra ngoài mới nãy. Con sặc này thì mừng luôn đi chuột à. Còn mấy con sặc con tám chân nó chui ra ngoài rồi. Nó bốn kêu cua mà nó chạy ra ngoài mới đây. Mấy con sặc này mừng hết đi chuột à. Sặc này dưới nhiều lắm. À. Gì chuột? Thả đây đi. Con tám cả. Quăng lại xuống dưới đi. Nó bốn kêu cua của mình nè. À. Mấy con này thì hết. Mày chết chưa? Chết rồi. Chết rồi. Tân cái sạch này bắt hết ra đi chú. Trời ơi, con được đấy á. Con này mới ngon nè. Dâu. Vô nó nhiều trứng nữa, đẻ con này là đẻ nhiều lắm mà. Con này mấy cái sạch rằng nó yếu yếu. Con này cũng trứng nhiều. Chết rồi hả? Chết rồi. Chết, bỏ ra. Con nào chết thì bỏ ra đó. Mấy con sặc nhỏ nhỏ bắt ra hết đi. Đừng có thả xuống đầm. Con này nhiều dưới đầm nhiều. Cá chê vàng này kia thả xuống dưới hết đi. Cá nó khỏe nãy nè. Bao được không? Rồi bao đi rồi. Rồi. Đổ nó xuống đầm luôn. Hết chưa? À, bắt nó là anh đẩn cái lóc vậy đi. Con này chết là gì vậy? Dạ. Bắt mấy con này là anh Trọng. Bắt con này giục hết đi. Mấy con này dễ đầm mình nhiều. Rồi. Ôi. Bơi đi nhanh. Còn cái sạc bướm bên Trọng ơi. Ở anh kia coi. Mấy con cá rô đó trời nào mà. Con nào sống nó bơi ra cho nó sống. Còn nào chết mình đem nó chết. Con cái sạc rằng chết rồi kìa. Sống hết rồi. Không có nào chết. Không có sạc rằng. Con kia kìa. Hai con đừng đổ anh kìa. Đó anh mang lên đây đi. Những hai cái sạc các bạn đi chết rồi. Thả dưới nó cũng chết. Mình với lại chuột đang hái bông súng các bạn. Để mình vô mình với lại ăn với lại cá kho. Bông súng này nó cạn ngọt ngáo quá. Hả? Bông súng nó cạn. Thì bông súng này nước sâu thì sẽ sâu, còn nước cạn nó sẽ cạn. Thì nó sẽ ngắn lại. Nhưng mà vậy như là đất này nó tốt các bạn. Nó cộng nào cũng nù ú luôn đó. Đây là một tình huống gọi là liều mạng xuống bức bông súng nè các bạn. Sao chuột? Rồi thì giờ mình để im coi xem sao. Quên. Cái dừng gờ cái cây bên tay trái chật ra nha.
Tại anh nghe vú hát như sao á chuột. Vú đi đám vú hát thì sao á. Muốn xuống buổi tối nở đẹp của các bạn. Con số này buổi tối đẹp lắm. Màu nó đẹp ghê. Rồi, thôi mình mang bông súng vô ăn với lại cá kho. Vô ngon. Đây là có 6 cái nồi niêu các bạn. Bây giờ có giống như kiểu là đố các bạn biết là đâu là cái niêu mà mình nấu cá. Cái này đúng là chơi khó luôn đó Khoa ơi. Đâu em dây em chỉ cho anh cái coi. Chuột. Anh đố em luôn, anh mới chuột xong rồi anh đố em á. Chọn nữa là hả? Cái nào cá, cái nào cơm. Cái nào cá, nào cơm. Đây. Cái đó cái gì? À, cái này cá nè. Hả? Hai cái này cá nè. Tao mở ra coi. Mở ra coi. Dùng nắp đập đi chuột. Mở ra bỏ nắp bên nồi kia. Rồi. Biết sao không? Thấy nghệ. Thấy nghệ vàng vàng. Dính nghệ nè. Không được đâu, lấy cái đồ gấp đá rồi. Không có, lấy có cái muỗng á. Lấy cái muỗng á, anh chọc. Anh cầm chiếc đỏ đây, em bạ ra anh đút vô đây nha. Ừ, lấy cái muỗng nhấc lên đó. Dở dở lên đi. Ú, dính rồi. Rồi, không sao hết. Đó, cái đồ gấp rồi. Đây là cá anh Trọng kho nghề các bạn. Nhìn hấp dẫn không? Rồi, nhấm nhấm nữa. Chạy hầm lên đây luôn nè. Trọng ơi, sao kho cá mà thơm quá vậy? Tại vì nó là cá kho. Tại vì nó là cá kho nghề các bạn. Ôi. Nói thiệt nha. Cái bụng mình hiện tại nó đang sôi trên cái nồi cá này luôn rồi đó. Cơm xuất được các bạn. Chà, thấy ngon không? Ngon quá các bạn ơi, 10 giờ luôn rồi các bạn. 10 giờ tối luôn rồi. Thì bởi vậy em mới nói là cái bụng em nó đang sôi trên cái nồi cá luôn rồi. Cơm chín rồi cả nhà ơi. Xin mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm cơm cơm. Bây giờ thì mới có sớm mà dạ, mới có 10 rưỡi nha, sớm mà mới có 10 rưỡi các bạn. Ăn cơm tối hay cơm khuya đi không biết nữa. Ăn à, trong cơm tối hả? Dạ. Cơm thôi. Mời luôn. Chú Năm cơm, chú Năm. Chú Năm. Tối rồi nhào vô à. Giờ Năm nói giờ này giờ của người ta ngủ mà đem ngủ người ta đi ăn cơm. Ngủ gì trên đám luôn, hát đâu kê thấy không? Lát nữa ăn nghe không? Cá sặc khú khúc ngon nghệ ngon lắm trời. Uống gì nghệ giờ không? Hai nước kho, hai chấm chấm. Ừ. Rất là ăn luôn. Chưa không? Ngon ơi. Miu. Lát nữa ăn. Lát nữa ăn, lát nữa ăn, lát nữa ăn. Ngon ngon. Kho nghệ nó ngon anh Trọng ơi. Tập the. Ngon. Nói thơm. Ăn ngại tốt. Ngại tốt tiêu hóa nữa không? Đẹp da. Đẹp da nữa. Bảo vệ bao tử. Bảo vệ bao tử hả? Làm ớt nữa. Đúng rồi. Gấp con luôn. Ngon. Wow. Cá sặc cứ tính cá sặc thật nó ngọt chứ anh Trọng.
sao anh em ăn đó không nói đến lời đúng không ạ? Màu đẹp quá hả? Mình nấu bằng nghệ tươi nó ngon hơn là nghệ bột á anh Dọc. Hả? Nghệ bột ba màu. Ừ. Nghệ tươi là nguyên chất. Nấu gì nấu nghệ tươi. Nấu gì tươi cũng ngon. Vậy chôn. Có hai cái rồi anh. Mình chưa gấp cái nhúng vô à. Chậm á chứ phải cướp đâu. Giờ bằng chậm thôi à. Cá nhiều là cá nhiều. Cá chịu có lưới. Ừ, đã. Ngon rồi á. Rất như vậy. Nước cũng ngon rồi chặt. Nước ngon ha. giờ cho ăn con trúng không cũng ngon. Kiếm đồ ăn lên cơm. Cắt miếng con đi. Trời ơi. Đến phần đặc biệt rồi các bạn ơi. Đây là cái phần hấp dẫn nhất kìa. Ôi. Ngon nè. Cái phần này các bạn phải cẩn thận nha các bạn. Mình không thể nào mà rời mắt được nữa. Tốt nhất là mình phải giữ nó. Đớp. Dạ. Bắt đầu thi nhau nãy. Chỗ khó nãy lý do là nãy về mở lại không hồi đã cháy rồi đúng không thơm tấm cá không. Cơm này. Nha. Nha, ăn cơm này đi. Còn không thì bỏ lửa chứ. Đâu có, nó dở chưa xong còn á. Ăn cơm này đi. Gió bỏ lửa chứ tóc rồi. Chưa. Rồi. Lại cho mình gọi đi. Nguy hiểm lắm. Không. Vào bằng ngày. Nguy hiểm lắm. Ai chục ba người không lên người ớn lắm nha. Ăn cơm hết rồi mà xin kết thúc nha các bạn. Chạy luôn à. Video mình sẽ đang kết thúc ở đây. Hẹn gặp cả nhà trong video sau. Nếu cả nhà thấy hay nhớ like, chia sẻ video này cho mọi người xem. Mình với lại tất cả anh em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chào.